Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Hôm nay mới chính xác là về được một lửa lô rồi. Hiện tại lô này em về là hơn 40 chiếc. Thì em bán cũng được gần 20 chiếc rồi. Đấy. 20, hơn 20 rồi. Thì em còn một mẻ nữa là 30 con cũng đang trên đường về rồi. Thì khoảng tầm 5-6 hôm nữa thì sẽ về tiếp một đợt nữa. Đợt này là đợt cuối cùng em còn về điều hòa. Đấy. Đợt này thì bên Nhật thì vẫn đang còn nắng. Ở Việt Nam thì hiện tại thì nó đang cuối vụ rồi, cho nên là giá điều hòa khá là rẻ, cho nên là chênh lệch bên Nhật, cho nên là bọn em thì không nhập về nữa. Đây còn một ít này mua từ hôm lâu, thì hôm nay nó mới về lỡ, thì em bán nốt cho các bác. Lô này em về thì rất là ít đầu to thì chưa về đến nhà. Hiện tại thì ở đây thì còn toàn đầu 40 trở xuống thôi. Thì về đến nhà thì em quay chốt cho các bác. Đấy, bác nào mua thì alo cho em. Nhà này em về thì khá là máy khá là trắng, bởi vì là đợt này đi vắt về thẳng luôn, cho nên là máy cực trắng luôn. Lô này phải nói là siêu siêu đẹp luôn. Các bác nhìn qua cam, qua được màn ảnh điện thoại em thì chắc các bác đã biết rồi. Lô này nó cực kỳ trắng luôn. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi và báo giá từng chiếc một. Thì các bác mua bán có thể alo em hai số điện thoại này nhé. 0975 360 433. Dưới là 0377996066. Nhà em có địa chỉ duy nhất tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Bác nào gần có thể qua xem hàng trực tiếp, cũng như là chạy thử hàng trực tiếp. Nhà em thì ship hàng toàn quốc, ở đâu cũng ship hết. Đấy. Thì em sẽ báo giá luôn cho các bác luôn, từng chiếc một luôn. Đấy. Đi sang bên này. Trên cùng này là một con phu đời V. Đấy. Phu đời V máy thường này thì chắc rằng rất nhiều bác chơi phu thì đã biết con phu đời V này rồi. Đời V này là một trong những đời cục lóng to. Đấy, tuy nó là dòng máy thường thôi, nhưng mà nó là cục lóng to. Đấy, cục lóng siêu to luôn. Đấy. Con này thì em đọc mã luôn. Con này có mã là V25H Dat 2018, nên đã lên lốc Logica rồi, công nghệ lốc lốc 4 cực gì, 4 chân cực gì ấy, không gọi là công nghệ lốc nhép đấy. Con này vụt cho phòng tầm 18 đến 20 mét vuông nào thì các bác bao bác chết rét thôi. Hiện tại sao những con đầu 25 này chạy được, bởi vì là nó là đầu 25 thôi nhưng mà nó lại công suất rất to, con này chạy hơn 1000W cơ. Đấy, chạy hơn 1000W, cục lóng khá là to, cục lóng nó to như con đầu 40 luôn. Đấy, cục lóng siêu to luôn, mặt nạnh cũng to. Mà nạnh nó to bằng con đầu 40 luôn, cực kỳ to luôn. Con này dàn dày, cực dày luôn. Riêng cái đời phu này. Đấy. Con phu V. Con này là con 25H 2018. Con này em xin phép được bán 8 triệu. Đấy, bán 8 triệu. Các bác thì cứ alo cho em. Giờ nó cuối chầu rồi thì vẫn có thể thêm bớt một chút, làm sao các bác mua may bán đất. Đấy. Hàng này là hàng cửa tiệm thì các bác đừng ví với hàng lô nhé. Đừng so hàng lô có loại hàng lướt với em làm gì cả. Hàng lướt hay là hàng đấu giá hay là cái loại thời rời bẻ gì thì đấy nó cũng chỉ là đồ cũ thôi. Nhưng đây nó là hàng cửa tiệm. Tại sao em gọi là hàng cửa tiệm? Hàng cửa tiệm thì là nó có mã số thuế này. Đấy, các bạn đi xem bên này. Đấy, các bạn đi xem này. Các bác đừng nên so sánh làm gì nhá. Đừng đắt thay rẻ làm gì cả. Người nào biết chơi người ta nhìn người ta biết rồi. Đây là hàng cửa tiếp, là người ta bày bán tại cái cửa hàng người ta bán nó trực tiếp dân Nhật người ta dùng và dân lao động người ta dùng, người ta ra người ta mua. Thì đấy, đây gọi là hàng cửa tiệm. Hàng cửa tiệm này nó chỉ sau hàng đập hộp thôi, chứ còn hàng lướt mới là hàng đấu giá thì không tuổi gì so với nó được, bởi vì là nó được kiểm định ở bên Nhật và nộp thuế tại bên Nhật và đều được lấy máy ra để test thử, cũng như là để nó mới đủ chỉ tiêu. Ví dụ lô máy 50-70 con á thì nó sẽ bốc bừa xác suất 10 con trong đấy nó ra nó test, nếu như lỗi là cả lô hàng hay là nó không cho chấp nhận bán Nhật và nó không nộp thuế luôn thì nó không bao giờ có mã thuế này. Đấy, không bao giờ có mã thuế này. Bác nào có con đi Nhật đấy thì các cậu hỏi các con cái mình là biết đây là hàng cửa tiệm này. Đấy, còn loại hàng đấu giá hay là hàng rời bẻ gì đấy, hàng lướt hàng lủng đấy nó chỉ là hàng mái thôi, tức là người ta lọc những con đẹp lại thôi và người ta tùy theo cách gọi của mỗi người thôi, còn không bao giờ so với hàng này. Hàng này nó tôn khiển zin, máy hầu như là nó như đập hộp luôn. Các bác nhìn qua video biết rồi, tất cả máy ở trong đây không đính một hạt sơn nào, không lau một tí gala. Nếu như đính một hạt sơn lau một tí gala nào cứ alo em, Lâm em tặng con máy. Đấy, con này 8 triệu nhá. Đấy, tiếp một em nữa, em W404B2. Con này Dat 2014 chạy ga 32 rồi. Đời này nó lên ga 32 chưa? Để em check nhá. À, vẫn còn ga 410 rồi. Đấy, bao nào thích đam mê ga 410 đây. Con này thì full công nghệ rồi. Công nghệ cái gì automatic cả liên lan đủ các kiểu gì này. Đấy, con này thì ăn sẵn điện 200 luôn. Con này vụt phòng khoảng tầm 25 mét vuông. Đấy,
25 m², ăn sáng điện 200, em bao đắt chăn thì thôi. Đấy, phòng 25 m² nhá. Cho phép trần cao 4 m trở xuống. Phòng 25 m², bao mắc đắt chăn thì thôi. Đấy, quân phu cục bóng cục to. Đầu 40 đời này thì các bác biết rồi. Những cái đời mặt dâng như này chạy cực kỳ trâu luôn. Đấy. Con này em bán cho các bác. Con này là con 40W. W4042, con này đắt 2014. Em bán bác con này giá là 12.500.000 nhá. Đấy, 12.500.000. Các bác mua thì cứ alo cho em Lâm, vẫn có thương lượng một chút. Làm sao các bác mua được máy thì thôi. Đấy. Tiếp tục em nữa. Là em Daikin đầu trâu. Em này thì có mã là AL22ZFF. Con này đắt 2022. Con này em bao của bác còn nguyên rắc kho. Đấy, còn nguyên đầu bịt, chưa tháo khớp. Đấy, con này là chưa tháo khớp nhá. Em bao bác còn nguyên đầu bịt, em là dí sát ở dưới. Rồi nhìn thấy rồi. Đấy, còn nguyên đầu bịt, chưa mở ga. Đấy, chưa mở rốn ga. Đấy, con này thì cực đẹp luôn. Như con này nó chỉ thiếu một cái hộp thôi các bạn. Đấy. Con này đắt 2022. Con này em Lâm được bán cho các bác giá là 10.500.000 nhá. Đấy, 10.500.000. Tất cả là tôn zin, khiển zin, con này là chưa mở ga nhá. Chưa mở ga luôn đấy. Đấy, nó không khác gì đập hộp luôn. Đấy. Tiếp tục em nữa, em Sáp. Em Sáp thì bình dân rồi. Dòng Sáp này con này đắt 2017. Con này không cần phải quay má đâu, máy 9 đắt 2017. À, con này đầu 28 đắt 2017. Đầu 28 đắt 2017, máy 12.000. Con này vụt phòng tầm 20 m² trở xuống. Con này thì tầm 15 m² rồi. Đấy. Con này thì 20 m² trở xuống dòng Sáp. Có plasma khử khuẩn kháng khuẩn. Sáp thì nó nổi tiếng là trong dòng máy lọc không khí là nó nổi tiếng rồi. Tất cả các hãng đều phải mua lại công nghệ của nó. Công nghệ lọc không khí đều phải mua lại của nó. Con này em bán bác giá là 8 triệu. Đấy. Đắt 27. Tiếp tục. Em nói em giờ 40F. À, tất cả những nút này em cậy ra rồi nhá, tí em mới lắp lại nhá. À, tí em mới lắp lại. À, vì là đi nó hay móc nên là một em phải giặt ra tránh nó móc, tí em lắp vào nhá, chứ không thiếu đâu nhá, quên thì không bỏ qua. Con này đắt 2016, giờ 40F. Con này thì full chức năng. Đấy, con Daikin VIP này là cũng là full chức năng hết nhá. Đấy. Tất cả là full chức năng nhá. Đấy, full chức năng này. Đấy. Auto Lear Streamer các kiểu luôn. Đấy. Nói chung là VIP. Đấy, con này cũng Auto Lear nhá. Đấy. Con này cũng thế, full chức năng cảm biến thân nhiệt này, Auto Lear dọn dàn này, các kiểu này, máy 16.000 BTU. Con này chạy điện 110. Con này vụt phòng tầm 24 m², 22 m², 20-22 m², hoặc 25 m² trở xuống, các bác vụt thì thoải mái luôn. Đấy, máy 16.000. Đấy. Con này bán bác giá là 12.500.000. Đấy. Tiếp tục em Daikin nữa. Em Daikin này đầu 25, máy 10.000, đắt 2016. Đấy. Con này em bán cho các bác giá là 8.500.000. Đúng không? Daikin điểm check lại nè. Daikin đầu 25. 25. Không ghi giá. Đây. Số 5 tờ đấy. Đây. Đây. Em Daikin này là có giá là 8 triệu. 8 triệu thôi. Không có chức năng gì nhá. Chỉ mét tơ chạy lạnh 2 triệu thôi. 8 triệu. Đấy. Tiếp. Em nó giờ 28F. Đắt bao nhiêu đây? Đắt 2016. Đắt 2016 cũng full chức năng. Auto Lear dọn dàn, mắt lão mắt nòi các kiểu. Đầu 28F. 28F. Con này em bán bác giá là 11 triệu. Đấy, 11 triệu. Đấy. Full chức năng đấy. Tiếp tục một em Hicam nữa. Em này đầu 25 nhưng mà cục nóng thì nó to như cái đầu 56 luôn, cục nóng cực lặng luôn. Đầu 25 mà cục nóng nặng bao nhiêu cân? 34 cân luôn. Máy 10.000 nặng 34 cân. Con này bao bác vụt phòng 20 m², bao bác đắp chăn thì thôi. Full công nghệ luôn, Hicam, đắt 2017. Full hết các tính năng rồi. Một cam quét. Đấy, một cảm biến thân nhiệt, đắt 2017. Con này bán 135. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Đấy. Các bác mua thì alo em hai số điện thoại này nhá. 0975 360 433, dưới là 0377996066. Các bác lấy thì alo em tiếp vào hai số này nhá. Đấy, quay tiếp cột nữa nhá. Em báo giá công khai luôn, nhưng mà vẫn có thể thêm bớt một chút cho các bác để mua máy bán đắt. Em bác nào lấy thì cứ alo cho em. Đấy. Tiếp một em nữa là em R282M. Con này thì đập hộp luôn. À, chưa bóc ga. Đấy. Giá là đắt 2022, chưa mở ga luôn. Con này chưa mở ga nhá. Không phải quay đâu, nó vướng.
con này chưa mở ga, bao box chưa mở ga. Đó là nhìn hai, có kết nối wifi full công nghệ VIP luôn, mặt nạ mặt ngoài các kiểu là điều kết nối wifi. Đấy, con này em bán cho các bác giá là, ui bằng dính đây bằng dính, em bán cho bác con này giá là 14.500.000, 14.500.000. Đắt hai nghìn hai mươi hai, hàng chưa mở ga nhá, chưa mở luôn, bằng dính tí tẩy sau nhá. Đấy, tiếp em hi nữa, em hi 22D, đắt 2015 6.000.000. Đấy, con này thì wifi háng chịu luôn, ôi rồi luôn. Con này đắt 2022 chưa mở ga luôn, khiển mới tinh 6.000.000, máy chỉ 9.000. Những cái đầu wifi thì các bác là yên tâm là nó chỉ chạy vòng tầm 15m2 trở xuống thôi. Đấy, tầm 10-13m2 thì càng ok, kịch kim chỉ được 15m2 thôi nhá. Đấy, yêu cầu trần cao 3m5 trở xuống nhá. Đấy, vì là công suất bé. Tiếp em nữa, em 22 HSAP đắt 2018, con này 6.000.000 lốt. Đấy các bác, 6.000.000 thôi. Đấy, tiếp một em nữa, em Daikin đầu bò, đầu trâu đây, 22V đây, con này đắt 2018. Đấy, con này bán cho các bác giá là Daikin thôi, 22V đắt 2018, em bán các bác giá là 9.000.000 nhá, đắt 2018. Đấy, các bác lấy thì cứ alo nha, giá có thể thương lượng một chút. Con này thì full chức năng nhá. Đấy, full chức năng auto lia này, sờ chim các kiểu luôn. Đấy, có con đầu bò 2022 trong kia nó cả công nghệ lọc không khí gì, happy line gì đấy, kêu con đầu bò kìa. Đấy, con dòng này là dòng gì đây, mà mít em còn hai con mít đời cực cao luôn. Con bên trong đây, con mít này thì có cam quét cảm biến thân nhiệt, con này đắt 2019. Đấy, con này lấy các bác giá mít à, mít rồi, đây đây, con này lấy các bác giá 7.000.000. Đấy, còn con này đắt 2020, GV2220 đắt 2020. Đấy, con này cũng lấy 7.000.000 lốt, máy đẹp lắm cơ. Được cái vẻ lô này máy đẹp, không có đầu to nhưng mà chất máy thì hầu như đập hộp. Nếu các bác ở ngoài đời các bác nhìn các bác mê luôn, đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rồi giờ đi tiếp ngoặt nữa nhá. Rồi, con này là con G40G, con này đắt 2017 phu, con này lấy bác các bác cũng giá 12.500.000, rồi lấy 12.500.000 thôi. Đấy, cũng 12.500.000 nhá, bao lấy thì alo cho em 12.500.000. Đây là em sát đầu 40, đầu 40 dòng VIP auto lia. Đấy, sensor cảm biến thân nhiệt auto lia dọn dàng. Đấy, sensor. Đấy, cũng là full chức năng. Đấy, có cả công nghệ plasma. Đấy, đây là em phu này, này em phu cũng phu chức năng nhá, cảm biến auto lia dọn dàn hết. Đấy, đấy, 12.500.000, con này thì 10.500.000, đầu 40 thì 10.500.000. đấy, em hi cam đầu 40, con này ăn sắn điện 200, hàng siêu VIP của hi rồi. Con này đắt bao nhiêu đây, đắt 2017. đấy, con này em bán mắc giá là 18.000.000 nhá. Đấy, 18.000.000. đấy, siêu VIP. Tiếp em nữa, D28E, con này đắt 2016 của Hi, đắt 2016 8.000.000. Tiếp em nữa cũng đầu 28, ui ui, gọi lắp 6, 28D đắt 2015 cũng 8.000.000. Đấy, cũng 8.000.000 nhá. Tiếp một con nữa full chức năng, phun chức năng G40E, phun chức năng, con này em bán giá 12.000.000, đắt 2016, cũng phun chức năng auto lia dọn dàng ion cách các kiểu này hiểu. Đấy, phun chức năng. Đấy, còn một con nữa, con M40G2, con này điện 200, lốc logica, con này đời cao, đắt 2018, mặt dâng. Đấy, mặt lượn, mặt lượn thì nó chạy cực kỳ trâu luôn. Đấy, trong dòng phun cái dòng mặt lượn thì nó chạy trâu lắm, con này em bán là giá là 15.000.000 nhá. Đấy, những cái đầu bịt này đợt này em phải tháo hết ra, chúng không đi là mấy ông thần ông bọc hàng ở bên cam là công cứ cậy câu ra cho ông bán rồi. Giờ những cái này nó hay mất, nên là mỗi lút này nó bán được 20.000 đến 30.000, thế là nó cậy bằng sạc, thế là tất cả lút này bọn em phải cậy hết ra, một lát đây mới lắp vào nhá. Đấy, vì là đợt này đường đi nó khó cho nên là phải đi bằng nhiều loại đường, cho nên là những cái gì mà giới được ra là giới hết ra, không nó móc mất. Đấy, bắt đầu lấy thì alo cho em nhá, toàn bộ nhà em là hàng cửa tiệm nhá. Đấy, toàn bộ là hàng cửa tiệm hết nhá.
Đấy. Toàn bộ là hàng cửa tiệm hết. Đấy. Hàng cửa tiệm hết. Không phải là hàng mái, hàng bò hay hàng lướt, hàng đấu giá gì đâu nhá. Hàng này cửa tiệm, bán tại Nhật, người dân Nhật dùng luôn. Thì nó là hàng chất luôn chứ không phải là hàng lát. Tất cả máy này về là bọn em là sẵn là bán luôn. Đấy, có lấy lên thử bất cứ nào là đều sống hết. Không có nào lỗi làm gì cả, bởi vì là đây là toàn bộ nó lọc lại hết để nó bán tại thị trường Nhật luôn. Đấy. À, vừa giờ vợ em bán được một bác nào trong Nam may mắn mua được cái con này của em. Úi giời, đây là em về tô này. Các bác nhìn nó như đập hộp luôn. Tô phun chức năng. Bán cho bác đấy có 7 triệu rưỡi, quá rẻ luôn. Đấy, còn một con bán lốt cho bác đấy, đỡ phải quay video. Phun hết chức năng. Plasma nhá, vậy thành plasma giải đuốn này, diệt khuẩn này. Máy trắng như bông bưởi. Mà bán cho bác đấy giá là 7 triệu rưỡi này. Bán rồi. Còn một ít này thì ngày mai xịn mà bọc lốt cho các bác nhá. Bây giờ muộn là bọc không kịp đâu. Đấy, vì máy nó về gấp quá nên là quay video bán luôn. Đấy. Các bác lấy thì alo em hai số điện thoại này nhá. Đấy. Em chào các bác nhá, ngày mai em kết máy bán cho các bác.